Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem về cây chanh không hạt mà loại giống mới nha các bạn ha. Đó, giống này là trái dài nha các bạn ha, giống này là chanh Hà Nội các bạn, chanh không hạt Hà Nội nha các bạn ha. Và trái rất là to, bự và chùm chùm luôn nha. Giống này giờ giống hiếm nha các bạn. Rất ít là người có luôn các bạn. Và hôm nay thì mình đi quay cho các bạn xem. Nè. Cái trái chanh đó nè bạn. Rất là bự ha. Đó. Đây các bạn. Đó, giống này giống Hà Nội nha các bạn ha. Để cho các bạn xem tham khảo cái giống chanh này. Đó. Để review cho các bạn xem lá là bạn coi cái lá của nó nè. Thì cái thời gian ra trái nó cũng như là chanh mình của bạn, nó khoảng 2 năm thôi. Riêng bộ nhánh nha, đây là gai nè. Không khác gì nha mọi người ha. Nè. Để lấy nét lại cho các bạn xem. Đó. Chanh ra chùm chùm rất đã nha mọi người ha. Thì cái chanh này của ông anh mình nha các bạn. Thì ổng hứa mình là hết bữa nữa sẽ bầu cho mình một nhánh các bạn. Đó, thì sáng nay quay cho bạn xem trước. Rất là đã nha, trái chanh chùm chùm luôn. Đó. Thì giống ở này thì ở ngoài tới Hà Nội lên các bạn, chứ ở đây cũng không có nữa các bạn ha. Ở miền Nam mình cũng chưa có nữa. Ở này ảnh đem từ Hà Nội về. Nè. Đây, ảnh thì ảnh có được gốc nha các bạn ha, chứ không có nhiều nữa các bạn. Bữa mình sẽ chiết nhánh nó ra. Gai thì nó cũng gai nè, nó thấy không? Thử nếu mà trồng được cái loại chanh này mà kinh doanh thì nó cũng rất là ngon nha các bạn ha. Đây là giống chanh ở ngoài Hà Nội á. Giống chanh nó lai các bạn nè, nhìn trái nó nè. Đó. To đùng luôn nha mọi người ha. Bữa mình tưởng đâu là cái trái ổi luôn các bạn. Nè. Y chang trái ổi luôn á. Nhưng mà nhìn kỹ là trái chanh nha các bạn ha. Đó. Rồi thì bạn nào thấy thích video này thì hãy like cho mình một like nha các bạn ha. Cũng như bấm nút đăng ký ha, để mình rảnh mình ra những cái video mà nó độc lạ cho các bạn xem ha. Rồi, xin được mến chào nha.